Vào cuối tuần vừa qua, cộng đồng người Việt Bắc Cali đã có một số hoạt động đáng chú ý. Vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật vừa qua, tại nhà hàng Phú Lâm, ban nhạc tâm lý chiến Little Sài Gòn kết hợp cùng với ban chương trình tiếng nói của lính đã tổ chức buổi tiệc tất niên với chủ đề Tiệc tất niên đồng hương hội ngộ. Chương trình được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo với khoảng 20 bàn tiệc, đông đảo đồng hương, đại diện các hội đoàn, cựu quân nhân và các cơ quan truyền thông báo chí đã đến tham dự và chung vui. Ông Bùi Nghiệp là trưởng ban tổ chức chương trình cho chúng tôi biết. Chúng tôi là Bùi Nghiệp trong ban nhạc tâm lý chiến lý Sài Gòn, còn hợp tác với tiếng nói của lính, tổ chức chương trình tất niên hội ngộ đồng hương, tất niên hội ngộ hôm nay để mục đích là chỉ vui xuân, đón xuân trong cái cộng đồng Việt Nam chúng ta trong ngày hôm nay. Thì cái chương trình hôm nay rất là nhiều cái tiết mục. Thứ nhất là vấn đề đón xuân, vui xuân, và thứ hai nữa chúng tôi cũng có những cái phần quà để giúp vui trong chương trình. Có chương trình văn nghệ, có những ca sĩ Trúc Mai, nữ ca sĩ Trúc Mai cũng như anh chị em trong ban nhạc và những thành anh chị em nghệ sĩ trong vùng đến đây để giúp vui trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là phần nghi lễ chào quốc kỳ, hát quốc ca, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến sự hy sinh của quân dân cán chính miền Nam. Sau đó, ban tổ chức chương trình đại diện là ông Bùi Nghiệp đã lên phát biểu chào mừng quan khách và nói lên ý nghĩa của buổi tiệc. Tiếp theo, cô Lệ Anh trong ban tổ chức đã giới thiệu quan khách hiện diện. Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Tiên là chủ tịch cộng đồng cũng nói lên cảm nghĩ của mình. Tiệc tất niên được ban nhạc tâm lý chiến tổ chức hàng năm, nhưng năm nay là lần đầu tiên ban nhạc kết hợp cùng ban chương trình tiếng nói của lính để tổ chức. Cô Lệ Anh, giám đốc chương trình phát thanh tiếng nói của lính, cho chúng tôi biết thêm. Chương trình phát thanh tiếng nói của lính, mục đích làm ra cái chương trình này là để cho các anh em quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa ôn lại những chiến tranh của Việt Nam trước 75 và phát thanh trên băng tần 1500 từ 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng, nhưng bây giờ thì bị bận công việc cho nên tạm thời ngưng, nhưng chương trình sẽ cố gắng sẽ trở lại trong thời gian tới. Với ý nghĩa tạo điều kiện cho đồng hương, bạn bè thân hữu có cơ hội gặp mặt, hàn huyên tâm sự, tổng kết lại những việc làm, những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, buổi tiệc đã diễn ra hết sức thân mật và đầm ấm. Xen lẫn chương trình là phần văn nghệ với những bài hát về mùa xuân vui tươi để tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới sắp tới. Buổi tiệc đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Cũng vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật, ngày 6 tháng 1 năm 2013, tại nhà hàng Mỹ Tho, thành phố San Jose, khoảng 80 quan khách Việt-Mỹ đã tham dự chúc mừng ông Jim Bell vừa đắc cử thượng nghị sĩ tiểu bang California, khu vực 15, trong kỳ bầu cử vừa qua, đã họp mặt năm mới và chúc mừng tân thượng nghị sĩ tiểu bang khu vực 15 với sự tham dự của đông đảo hội đoàn người Việt như Hội Hải quân, Hội Biệt động quân, Hội Cảnh sát quốc gia, Hội Lực lượng đặc biệt, Hội Võ bị Đà Lạt, Trường Việt ngữ Văn Lang, Hội Người Việt cao niên vùng vịnh Cựu Kim Sơn, Giáo sư Phạm Thư Đăng, MC Ngọc Hà và Hải quân Lê Thái Phúc đã mở đầu phần chào cờ và chào mừng quan khách. Tiếp theo, cô Vân Lan là đại diện văn phòng tân thượng nghị sĩ tiểu bang đã ngỏ lời cảm ơn và chúc mừng tân thượng nghị sĩ. Sau đó, tân thượng nghị sĩ Jim Bell đã chúc mừng năm mới và nói lời cảm tạ với cộng đồng người Việt đã hỗ trợ ông trong thời gian qua. Cụ Trương Đình Sửu và cụ Nguyễn Hữu Hãn, đại diện Hội Người Việt cao niên vùng vịnh Cựu Kim Sơn và chương trình Tương thân tương ái đã phát biểu lời chúc mừng ông Jim Bell cũng như cảm tạ ông đã giúp đỡ hội và trao tặng ông bà tân thượng nghị sĩ tiểu bang quà lưu niệm. Ông Nguyễn Xuân Diến là đại diện Hội Biệt động quân, Hải quan Lê Thái Phúc, đại diện Hội Hải quân Bạch Đằng, ông Lê Văn Thủy, đại diện Hội Ái hữu Cảnh sát quốc gia, lên phát biểu chúc mừng cũng như đề nghị tân thượng nghị sĩ tiếp tục giúp đỡ cộng đồng người Việt tại miền Bắc California cũng như tiếp tục hỗ trợ vận động cho dân chủ tại Việt Nam.
Nhân dịp này, ông Jim Bell cũng trao tặng bằng tường lục cho chị Lập là chủ nhân nhà hàng Mỹ Tho và chị Tường Vi do những đóng góp của hai chị. Tân thượng nghị sĩ Jim Bell đã phát biểu với phóng viên của chúng tôi. Well, I'm really pleased to be here with the Vietnamese community in our great city of San Jose, and they play such a great role in helping me get elected. So I'm going to be very involved over the next several years in all kinds of activities with the Vietnamese community. And boy, this is a great celebration, and my wife and I are so appreciative of the welcoming that they gave us today. Cuối cùng là tiệc liên hoan và văn nghệ chúc mừng tân thượng nghị sĩ tiểu bang vừa đắc cử và họp mặt đầu năm do các chị Tường Vi, Y Diệp, nha sĩ Hoàng Anh, bác sĩ Thanh Khiết, anh Khoa của Hội Biệt Động Quân và các thân hữu thực hiện. Buổi tiệc liên hoan chúc mừng tân thượng nghị sĩ tiểu bang đã kết thúc vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày.